có quy định của hãng thì bên em không được chào trực tiếp và giảm giá tiền mặt hay là khuyến mại các thứ như nào, cụ thể như nào. Anh chị có nhu cầu thì chủ động liên hệ giúp em để mình có kênh tham khảo và bọn em cũng gửi được cái báo giá qua cho anh chị nhé. Rồi mình qua cái bán tải. Đây là bản một cầu số tự động này, bên em về đây là màu xám ánh thép, ghi ánh thép màu trắng này, đỏ này. Ngoài ra chúng ta vẫn có white check bản full màu cam. Tiện đây thì em cũng quay cho anh chị cái một số mẫu cái nắp thùng. Đây là nắp thùng thấp nhá, đây là loại cơ bản nhất của Ford. Giá cả của từng loại nắp thùng như nào thì nó tùy thuộc vào chất lượng của nắp được keo chỉ. Đấy thì mình có mẫu nắp thùng cuộn ở đây nhá. Cuộn này là cuộn với thanh thể thao của White Trách. Đấy ạ, còn nguyên bản của XLS thì đây, này thì bọn em đã tặng cái lót thùng cao su chính hãng cho khách hàng đặt mua rồi. Nguyên bản nó sẽ không có cái lót thùng như này.